bánh nè mấy bạn. Bánh á, thấy không? Tiền hơn mình đẹp không mấy bạn? Nhìn cái chữ này thử đi. Nó cái sẽ có cái EBC đó. Nhìn cái bánh ở phía trước nha các bạn. Nhìn bánh phía trước đi. Bé chuối xoay cái này là được à? Nhìn cái phía trước thử đi. Cái phía trước đi. Rồi, tới trong đây nè, trong đây là cái chỗ để đồ của mấy cái xe nè. Cái là cái miếng này, cái miếng gì mình cũng quên luôn nè. Cái chỗ để đồ với xe, mấy cái đó là mấy cái miếng cái đồ mà em mình làm đó. Nó hơi xấu. Anh đang quét thì xấu luôn nha các bạn ơi. Chắc mình để ít đồ sáu cái mèo rồi. Sáu không để nhiều quá. Nhìn sao nhìn chơi chơi nhìn tay nhìn tôi đi đồ lên. À đây là xe đồ. Rồi. Rồi tới cái biển số xe mọi người. Đây có biển số xe nữa. Chừng giờ nó không thấy thôi. Nó hơi mờ thôi. Đi mà đi xa xa cái chút rồi. Đó. Cái biển số xe đâu rồi. Đó. Biển số xe đó. Như cơ mấy bạn ơi, chưa kết thúc nha mấy bạn, bánh xe hơi quẹo một chút. Tôi làm chơi thẳng lại. Thẳng chưa thẳng rồi đó. Người vừa quay trước mặt đi. Đó, mỗi khi mà mình bật chiếc xe lên nó sẽ có cái đèn. Không phải là cái đèn nó cứ chiếu gì hoài đúng không các bạn. Khi mà mình tắt cái này nó sẽ tắt đèn. Với lại cái này nó cũng có đèn đó nè, mình tắt là nó sẽ tắt đèn. Đó, khi mà mở lên là nó tìm cái tín hiệu từ cái này nè, nó phải chớp. Nó chớp để nó đợi cái đó mở lên, đó. Mở lên là nó hết. Đó, cái bánh xe phía sau nó có cái motor đó. Mà bánh xe này cũng giống thiệt luôn mấy bạn nào, không ai nhìn nó xuống được luôn. Giống thiệt luôn mấy bạn. Nhưng mà không có mở cửa được nha. Đúng rồi, tại nó bánh giống nhau nha các bạn. Bánh giống nhau cũng có thể mở cửa được luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái này nó không có mở cửa được. Đúng rồi. Hai chiếc xe bánh giống nhau luôn các bạn. Xe bánh giống nhau mình làm hư bị mất cái bánh xe này à. Nhưng mà mở cửa nè. Mở cửa nè mấy bạn. Theo mấy bạn, xe mình làm hư rồi. Nên cơ mình còn cái xe này đi chơi, mình thích xe này. Các bạn like cho mình thì like cho nha mấy bạn, đừng có định like cho mình buồn lắm á. Rồi quay ở bên đây đi. Đó. Cái miếng dán mà mình dán nó hơi bị kỳ kỳ ở đây, nó bị nó phức ra. Cái miếng dán chỗ đó nó hơi khó dán, nó bị dán nó sệt. Ở đó cũng có miếng dán đó mà. Ở đây nó cũng có miếng dán. Ở trên nó dán cho mình luôn mà mình vui. Ôi, cái xe rồi. Bánh nó hơi quẹo một tí nha các bạn. Nó hơi quẹo. Rồi dưới đây nó có cái chi tiết nè. Rồi cái chỗ này là cái chỗ có pin trong đây nè. Mà em mình làm hư mà. Cái này nó có cái hiệu, cái biển số xe, cái đèn đó đây nè. Nhưng mà bây giờ đây rồi. Nó bị quẹo bánh nha mấy bạn. Với lại cái này là cái remote nè mấy bạn. Cái remote mà mình chỉ cho mấy bạn nè. Và khi mà mấy bạn kéo này vô chiếc xe nó chạy tới. Còn khi mà bạn mấy này làm gì là kéo lên trên là cái xe nó lùi. Rồi với các bạn tới cái chỗ quẹo nè. Bạn quẹo lên trên thì nó sẽ quẹo qua phải. Quẹo xuống dưới nó sẽ quẹo qua trái. Cái xe này là thiệt là mắc tiền luôn. Các bạn cũng thích mua cái xe này, cái xe này mắc tiền dữ nha mà mình làm hư nữa các bạn, dữ lắm luôn. Rồi bây giờ tới cái nút này nè, cái chỗ này là cái chỗ mà mình điều khiển cái độ cong cong của bánh xe nè. Và tới cái chỗ này là cái chỗ này là cái điện đó nè, rồi nó bật hay không nè. Ở cái nút này là cái nút mà chỉnh nhanh chỉnh chậm đó, mình đang trong chế độ chậm đúng không? Đó, khi mình bấm vô mà nó chớp hai cái có nghĩa là nó đang trong chế độ chậm, mà mình bấm vô mà nó chớp một cái có nghĩa là trong chế độ nhanh.
Này nhìn chiếc đồ nhau này nó chạy như thế nào nè. Thôi chú ý, chú ngồi nhìn nè, nhìn chú chiếc đồ nhanh nè. Rất là nhanh. Chứ mà mình bật chiếc đồ chậm thì nó sẽ nó đi chậm hơn. Đúng rồi, bây giờ mình giới thiệu cho các bạn chạy nhanh là nó sẽ bị ngã thế nào nè các bạn. Nó đi đâm tại nó muốn ngã tại nó không có ngã được để như u mấy bạn thấy không? Rồi tới cái này là cái nút nguồn nè mấy bạn. Cái nút nguồn bật tắt nè mấy bạn đó. Nút nguồn đó. Đây mình chở một xe buýt thì nguy hiểm cho các bạn. Bật lên bật xuống nè. Thấy chơi 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 chơi. Ngồi ở trên là nhà đàn mấy bạn. Đúng rồi. Bây giờ cái này là mình đặt lúc gì ta buổi chủ nhật. Rồi tới lúc thứ hai nó có luôn. Thank you.
tắm được nha. Yeah.
gì vậy chú cầm cái gì kì vậy? Chú cầm sai rồi, chú cầm ngược rồi. Ừ vậy đó. Vô vô chú ơi, vô. Chiếc xe này các bạn. Chiếc xe mới luôn. Cho mấy bạn xem chú điều khiển đi chứ. Để không lùi cho nó lùi chứ. Bây giờ để không thử làm cho nó lùi trong đây nè. Rồi em mình mới lấy luôn cái remote rồi. Rồi em mình đang chạy xe buýt đó mọi người. Cái chở được không? Chạy. Chạy nó một chút đi, tại xe buýt nặng quá. Chú chở thử chưa? Nhìn cái xe kia màu rồi. Từ giờ ta gần tới thì chứ mày. Tới để tới luôn. Lái xe lùi lại.